Rồi, hello anh em nha. Tối nay mình lên cho anh em cái bình đứt dài Ken Himsa băng Airtight cực đẹp, viên tháo xe kho và chưa vô xăng tại Việt Nam nha. Cái bình này 7 màu, Ken Spen. Bình này mình bán giá 3.9 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Đây, mình cháy ra đẹp, cực đẹp, long lanh, không tì vết. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Zin nắp tăng đa, tháo xe kho về. Lò xo. Rồi, cái chất bình thì siêu đẹp nha anh em. Đó. Da xanh 7 màu nha. Chưa vô xăng tại Việt Nam, rất là đẹp, không lỗi. Bên trong là bao đẹp, không một lủng nha. Đó, anh em thấy 7 màu. Rồi cái bình này mình bán giá 3.9 triệu nha. Anh em sử dụng được cấu hình xe từ hơn 100 trở lên là ok nha anh em. 54 zin, zin cộng gì cũng được hết nha. Đó. Đây mình tháo bên trong cho anh em xem. Rất là đẹp, không một lủng gì hết nha. Chân cờ là không một nha, phao zin đẹp. Rồi, giá 3.9 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình.